Dạ con chào chú. Chào chú. Chú khỏe hả chú? Dạ ở nhà con má con còn lưu giữ mấy cái băng cassette về chú nhiều lắm. Con nghe hoài cái tuồng Tề Thiên Đại Thánh chú làm cho Tề Thiên. Nghe hoài nhưng mà không chán luôn. À, chú ơi thế thì trường hợp nào mà chú đến với nghệ thuật cải lương này thưa chú? Bởi lúc còn nhỏ tôi là một nông dân. À, một nghệ sĩ rất là nông dân ở một cái xã nghèo, cái xã Long Thạnh Mỹ đó. Rồi lúc mà Tây đốt nhà hết đó, tôi mới bèn xuống dưới Sài Gòn ở đó. Lúc đó thì khổ sở lắm đó. À, mới là đi học ca, mà học ca là toàn anh em dìu dắt mình học đó chẳng hạn. Rồi lúc mà tôi ca được thì gặp anh Văn Dĩ, anh Năm Cơ, rồi gặp nhiều anh nghệ sĩ lớn tuổi mà rất là thương yêu nghệ sĩ Văn Hường đó, thương mới bèn đưa đi đây đi đó, đám giỗ đám cưới gì thu ca hết đó. Đó cái lúc đó thì ca tốt rồi đó, cái bà Lệ Liễu mới mời tôi về ở giải trí trường Lệ Liễu ca. Cái lúc đó làm ở quán Lệ Liễu giải trí trường đó, rồi được anh em thương, nhiều anh em thương, rồi bà con đều thương. Đó là lúc đó thì có anh Diễn Châu cũng vô đó chơi, nhậu nhẹt rồi ca hát. Thì lúc đó anh Diễn Châu thấy Văn Hường ca được quá, mới bèn mời về hợp tác với hãng Dĩa với cái bài đầu tiên của tôi ca. Đó là cái bài Đêm Tân Hôn của soạn giả Diễn Châu viết đó. Rồi cái lần hồi anh viết qua tư bài Tư Ếch Đi Sài Gòn, Vợ Tôi Nói Tiếng Tây, Pháp Sư Giải Nghệ, vân vân, nhiều bài lắm. Bây giờ kể không hết được, toàn là của anh Diễn Châu. Và anh Huy Sắc cũng có viết một hai bài đó. Rồi cái rồi lần hồi cái rồi Bãi Cao cũng về đó hát đó. Anh Bãi Cao Đoàn Hoa Sen, lúc đó anh về đó hát thì gặp Văn Hường cũng vô ngồi nhậu nhẹt rồi nói chuyện rồi đời chơi. Rồi anh thấy tôi cũng ca được quá, mới mời tôi hợp tác với Đoàn Hoa Sen đó. Lúc đó về Đoàn Hoa Sen ký hợp đồng về Đoàn Hoa Sen đó, hát được mấy năm trời đó. Mấy năm trời cái Kim Trung thấy tôi hát được không, mới bèn mời tôi hợp tác với Đoàn Kim Trung nữa đó. Lúc đó thì ký giao kèo hơi lớn đó. Đó rồi từ từ hát đâu 9, 10 năm, 11 năm à đó, ký hợp đồng với Kim Trung cũng có mười mấy năm. Cái ự của tôi là tôi nghe anh Tâm Thưa hồi xưa anh ca rất hay đó, rồi anh ở thôi. Còn tôi thì tôi mới sáng tạo ra cái ự nên ăn khách tới giờ này. Còn cái kỷ niệm mà vui nhất trong đời của nghệ sĩ Văn Hường là tôi cũng rất là cảm ơn nghệ thuật đã đưa tôi đi đây đi đó khắp vùng đất nước của đất nước Việt Nam mình đó. Từ ở miền Trung xuống tới Cà Mau là chót đó, đi hết. Tôi là thứ sáu, bởi vì tôi là con thứ sáu trong gia đình, bởi ba tôi con đông tới mười mấy người đó, là tôi là thứ sáu. Mấy chục năm nay Văn Hường sống cũng như là được quần chúng bà con thương đó, cũng nghĩa là không bao giờ tôi quên được cái quần chúng và nhân dân đã yêu thích cái giọng ca của nghệ sĩ Văn Hường. À, kỷ niệm mà hề xa trong đời hề xa đi hát là có một kỷ niệm rất là thích thú cuộc đời của hề xa. Tất nhiên là hồi ở dưới quê còn đang đi học mà khi mở băng ra nghe anh Văn Hường anh ca, trời ơi hề xa thích lắm, nên mà muốn sau này mà trở thành một người nghệ sĩ như anh Sáu Văn Hường. Rồi hề xa bỏ nhà để theo những cái đoàn hát nhỏ. Mà có cái kỷ niệm mà hề xa còn nhớ rõ đó, tại vì hề xa thích đi hát quá, chịu khổ cực những cái đoàn hát nhỏ, nhiều khi bầu chạy tiền côn không có nữa. Cho nên là từ sáng cho tới tối là ăn lượt có bánh ú thôi, chỉ mong làm sao mở màn lên được mình ca hát ở trên sân khấu là hề xa thích rồi. Sau đó dần dần mà hề xa đi từ đi đoàn nhỏ cho tới đi đoàn trung ban, rồi cho tới đoàn đại ban. Sau đó hề xa được bầu ba bản gọi kêu về
mà ông đặt cái tên là không phải là Văn Xa, mà anh ông đặt tên là Hề Sa. Vì vậy cho nên là hề từ cái ông bà bạn đặt cái tên Hề Sa tới bây giờ là gắn liền với cuộc đời của Hề Sa đi ha. Anh Sa ơi, theo em được biết á, anh là một người nghệ sĩ đã đi qua rất là nhiều đoàn hát. Thế thì cho đến ngày hôm nay, anh có còn nhớ là những cái đoàn hát anh đã đi qua là được bao nhiêu đoàn không anh? Hồi đó là Hề Sa đi hát Trăng Mùa Thu, Thủ Đô, Kim Trung 5, Kim Trung 6. Rồi sau giải phóng Hề Sa đi đoàn Trung Hiếu, rồi nhiều đoàn vân vân, rồi sau đó rồi Hề Sa cũng đi làm bầu nữa. Đi làm bầu khổ lắm. Nếu mà Hề Sa còn đi hát bây giờ là còn sống, chứ mà làm bầu chắc cái Hề Sa chết rồi. Bởi vì sao là khổ cực lắm. Trời ơi, làm bầu là khổ nhất. Dạ thưa chú, chú có thể nói một đôi lời về những người bạn diễn mà theo chú cho là ăn rơi nhất. Hoàng lệ coi nha. bạn diễn mà hợp rơi nhất là anh Hề Kim Quang hát trong cái vở Trận Tiếng Thầm Lặng, anh đóng vai Đội Nhắn, còn tôi đóng vai Thiếu Úy Một Thành. Và bây giờ thì anh có thể hát cho em nghe được một câu giọng cổ mà cái bài mà anh thích nhất không? Nghĩ thất thoái bay đêm rồi không ngủ được, giận con hai lùng nó lỡ bước sang ngang, để thân tôi như kiếp hoa tàn, đành ôm hận giữ cung đàn dân biệt. Bỗng một hôm tôi gặp nó ngồi ăn bún riêu tại chợ cầu Ông Lãnh, tôi liền cất tiếng kêu rằng: hai ơi nỡ nào em vội bỏ ra đi như thuyền ra cửa biển, để tình ta tan vỡ như lương sân ba chút anh đài. Có chữ ự, có chữ ự của anh Sáu Dân Hường.